Nhật Đất xin kính chào quý anh chị ạ. À. Hôm nay Nhật Đất đăng tải lên một mảnh đất vườn sầu riêng cây ăn trái ở tại xã Ea Tô, huyện Chư Bờ Đông, tỉnh Gia Lai ạ. À. Và đây trước màn hình quý anh chị đây là con đường bê tông nha quý anh chị. Sắp tới đây sẽ được đổ bê tông. Con đường này rộng khoảng cỡ tầm 4 mét nha quý anh chị. Từ vị trí đây chúng ta lên tới quốc lộ 14C thì bán kính trong vòng khoảng 100 mét đổ lại thôi ạ. À. Khoảng 100 tới 120 mét đường xe ô tô đi vào tới đây. À, từ vị trí đây chúng ta ra tới trung tâm ủy ban xã, trường học cấp 1, cấp 2, chợ bán kính trong vòng một cây số đổ lại thôi nha quý anh chị. Và ngay ở lô đất chúng ta đi lên chỗ có một cái chợ nhỏ trên này thì bán kính trong vòng khoảng 800 mét. Về tới trung tâm ủy ban dân huyện Chư Bờ Đông, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, khu hành chính huyện Chư Bờ Đông thì bán kính trong vòng khoảng 13 cây số ạ. Ra tới quốc lộ 14A thì làm khoảng 10 cây số. Về tới trung tâm thành phố Pleiku, Gia Lai cũng như sân bay thì khoảng 32 cây số đổ lại nha quý anh chị. Hôm nay Nhật Đất đăng tải lên một mảnh vườn có với tổng diện tích là 5 sào nha quý anh chị. 5 sào tức là tương đương với 5.000 mét vuông. Cùng một căn nhà cấp 4 và có 90 cây sầu riêng đây ạ. Sầu riêng đã vào năm thứ tư, thứ năm cho chúng ta, đã bắt đầu cho chúng ta thu hoạch. Một mảnh đất đẹp cho quý anh chị nhà đầu tư sinh lời, hoặc chúng ta có thể về đây định cư sinh sống, cho con em chúng ta ở đây ăn học và sinh hoạt, chợ búa thì thuận tiện nhé quý anh chị nhé. Điều đặc biệt đất của chúng ta đã hiển thị trên bìa có con đường đây là rộng 3 mét. Theo mặt ngang con đường đây trên bìa là 70 mét nhé quý anh chị, tức là có 70 mét mặt đường. Đây là con đường. Và đã có 400 mét đất thổ cư ạ. Giá trị đất chúng ta đã có đất thổ cư 400 mét. Cùng một căn nhà. Tí nhà đất sẽ bay lại cam cho quý anh chị, chỉ cách quốc lộ 14C bán kính trong vòng 100 mét đổ lại thôi nhé quý anh chị nhé. Đây ạ, căn nhà cấp 4 nhưng mà có đầy đủ công năng sử dụng. Tất cả công trình phụ, phòng ngủ, phòng khách đầy đủ ạ. Và đây nhà đất sẽ xuống quay cho quý anh chị thấy cái vườn sầu riêng này ạ. 90 cây sầu riêng. Toàn bộ sầu riêng thái hết nhé quý anh chị nhé. Đất của chúng ta hơi có độ triền dốc nhé quý anh chị. Ở dưới có view ruộng lúa và có một cái suối ạ. Đây quý anh chị thấy sầu riêng đây ạ. Mới chỉ vào năm thứ tư, thứ năm thôi mà trái đã thế này đây ạ. Đều như nhau hết nhá quý anh chị nhá. 90 cây sầu riêng. Toàn bộ đều đã ra trái hết đây ạ. Chỉ cỡ tháng, 2 tháng nữa thôi là cho chúng ta vào thu hoạch. Ước lượng 90 cây sầu riêng này thì theo gia chủ chia sẻ là gia chủ năm nay là hãm lại không cho ra nhiều trái. Chắc ước lượng khoảng cỡ tầm thu được khoảng cứ tầm 2 tấn sầu đổ lại nhé quý anh chị. Khoảng 2 tấn ạ. Đó quý anh chị thấy sầu đây ạ. Trái quá trời luôn. Với chất đất đỏ màu ba gian và gia chủ có trồng sen canh khoảng cứ tầm 200-300 cây cà phê. Cà phê này thì không tính ạ. Ở đây khu dân cư đông đúc nhé quý anh chị nhé. Đó quý anh chị thấy sầu riêng đây ạ. Trái quá trời luôn. Với diện tích này thì phù hợp với một gia đình nhỏ. Chúng ta có thể về đây định cư, sinh sống. Gần chợ, gần trường, gần xã nhé quý anh chị nhé. Đó, đất ở bên dưới này thì nó hơi có độ triền nhé quý anh chị. Nhưng mà ở khu vực này là kín gió tuyệt đối nhé quý anh chị. Bởi vì bên kia là có một cái đồi. Thì mình trồng cây sầu riêng thì quý anh chị cũng đã biết rồi, cần kín gió và đất có độ triền để thoát nước, chống úng nước. Trời ơi, trái này, cây sầu riêng nhỏ thôi mà trái quá trời luôn. Này quý anh chị thấy trái ạ. Với giá cả gia chủ đưa ra một cái giá quá rẻ và hợp lý cho quý anh chị luôn nhá. Tổng cái tài sản này 90 cây sầu riêng, diện tích 5 sào. Đất có hiển thị trên bìa là 70 mét mặt đường và 400 thổ cư. Gia chủ chỉ đưa ra với cái giá chỉ có 720 triệu thôi ạ. Bao sang tên bìa đỏ cho quý anh chị, còn thương lượng gia lộc nữa ạ. Gia chủ đang cần bán để giải quyết một số công việc trong gia đình. Nhờ nhà đất đăng tải lên với cái giá bán nha quý anh chị nhá. Quý anh chị nào nhanh tay thì điện cho nhà đất để chúng ta chốt lô đất này ạ. Một lô đất đẹp có 90 cây sầu riêng. Căn nhà thì cũng có đầy đủ công năng sử dụng. Cũng không có gì là đẹp cho nên nhà đất cũng không cần vào quay nhé quý anh chị. Gia chủ hiện tại đang sinh sống ở tại đây.
Trời đang mưa đây ạ. Rồi quý anh chị là quan tâm thì liên hệ ngay với nhà đất ạ. Nhà đất chụp biệt đỏ pháp lý và liên hệ với số điện thoại là 0975 582 442 ạ. Bây giờ xin mời quý anh chị theo dõi livecam ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở video sau.